Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Đầu game tôi được cho một cái con gấu Metalist thì tôi cũng mua cho vào. Tôi thật là cố chấp. Biết là không thể câu ra con gấu nào rồi mà vẫn cố cho vào để câu. Và tôi cũng biết là có rất nhiều anh em như thế. Mà trận này chắc là cũng không cầu đâu. Nên là xác định luôn. Câu gấu làm gì cho nó mệt người. Chủ yếu là gì? Chủ yếu là test mấy cái bộ mà liên quan đến cái long bào ấy. Thì cái bộ Metalist nó rất là mạnh. Đấy. Live Breadline lên được 2 sao này. Chả là mấy hôm trước thì anh em Nguyễn Bá Hưng có bảo tôi test cái bộ 4 Metalist kết hợp với cả con Live Breadline. Đấy. Kết hợp xong rồi là lấy cái áo long bào vào. Làm cho con Live Breadline này cái đạn của nó lẩy qua lẩy lại thì nó có thể gây ra cái lỗ đam của Metalist rất là mạnh. Thì anh em có bảo tôi làm bộ này thì tôi cũng rất là muốn để xem là cái sức mạnh của con Live Breadline khi mà kết hợp với Metalist thì nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhá. Hôm nay có thể là chơi bộ đấy. Còn cái con gấu này thì bây giờ chắc là cũng phải cho vào thôi, chứ còn cũng chả cho được con gì vào. Gấu thì có thêm một chút tăng cơ. Gấu này mặc dù là đam bé nhưng mà lượng máu nó khá nhiều. Ngay ở level 1 nó đã là 700 máu rồi, rất nhiều máu. Evil Clay này. Tạm thế đã. I'm a magic user, not a magic fountain. Có điều cái đồ của cái trận đấu này của tôi ấy, nó chưa ngon cho lắm. Cái đồ này nó là cái đồ mà không phù hợp với cái con Live Breadline này. Giá như mà nó sẽ là cái que, nó sẽ là cái búa sét. Đấy, búa sét là ngon nhất rồi. Búa sét với cái que thì cái con Live Breadline này nó sẽ rất là khỏe. Con này nó cần tốc đánh thôi. Tốc đánh nó sẽ clear rất là nhanh. Đồ này nó chưa hợp lắm. Cái đồ này này nó hợp với một cái con cây hơn. Một tí nữa nếu mà ra cây có thể cho con cây cầm. Ok, từ từ nhá. 4 Clay luôn hả? À, hay là chơi Clay nhỉ? Clay Metalist. 6 Clay kết hợp với cả Metalist. Thì ở level 10 là đủ bộ. 6 Clay 4 Metalist đúng không? Level 10. Clay nghe nói là quay trở lại đấy anh em ạ. Mấy hôm trước tôi xem cái livestream của Giai Quen cũng thấy Clay khá là khỏe. Chơi Clay, chơi gót Clay luôn mà. Dồn đồ cho rơi. Ngày hôm qua tôi có xem kênh anh em chơi khuya, chơi cái bộ Clay thấy đánh cũng cuốn phết. Cảm giác như là sức mạnh của bộ Clay hình như đã comeback trở lại rồi. Đấy. Có lẽ là đã ra khỏi hang sâu. Thì hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ test cái bộ Clay anh em nhá. Đấy, test thử xem nào. Còn chơi Clay kết hợp với gì thì để tương lai. Còn bây giờ cứ biết là chơi ngựa đã. Kỵ sĩ. Trong cái buổi livestream của Zequen thì Zequen chơi là kết hợp với bộ God. God kết hợp với rơi, dồn đồ cho rơi. Con rơi khá là khỏe. Tôi thấy còn đánh được cả với cả Witcher. Căng phết đấy anh em ạ. Đấy, còn ở trong cái clip mà tôi xem bên anh em chơi khuya ấy, thì anh em chơi khuya lại dồn đồ cho con Evil Clay. Cũng rất là khỏe luôn. Nếu như mà một người chơi ấy, thì có thể là tôi còn chưa tin. Phải kiểm chứng lại. Đấy, nhưng mà hai người chơi thì chắc là tôi tin rồi đấy. Hai người chơi mà không phải chơi một trận. Dễ quen là sờ farm luôn. Thế nên là khả năng là tôi tin là cái bộ này nó quay trở lại rồi. Cái live quay trở lại rồi. Chúng ta test luôn. Ui, ra rồng này. Nhưng mà vấn đề là chơi Clay thì đánh bằng cái con nào. Thực ra meta Clay thì nó có rất nhiều meta. Đấy. Và mỗi meta nó lại chơi một con. Có những meta thì nó chơi con rồng. Có những meta thì nó lại chơi con ngựa. Có những meta nó lại chơi con Live Breadline. Chứ nó không phải là meta nào cũng chơi được con tất cả các con đâu.
Để xem. Cái bộ cái này gần như là nó chơi được tất cả các con. Nhưng mà phải tùy trận đấu. Đồ chơi kết hợp với God thì nó có rơi này, có Evil Clay, Agali Clay hay là Kalong có thể chơi với God. Đấy mà chơi Glacier thì có thể kẹp với cả rồng, có thể kẹp với cả Live Deadline, rồi có thể kẹp với cả ngựa. Có thể kết hợp với cả rồng cũng được. Clay kết hợp với rồng, ba rồng kết hợp Clay kết hợp với Aegis kết hợp với Warlock đúng không? Ui ngựa 2 này, ngựa 2 sớm à. Nên đập trứng luôn không nhỉ? Đập trứng kiếm tí đam. Ngựa mà lên được 2 sao sớm này là đồ nó cũng rất là hợp đấy. Nếu mà lên được 2 sao này thì có khi chơi con bằng ngựa đi. Nhưng mà con ngựa này thì kết hợp với Metalist thì không ngon lắm. Con ngựa này kết hợp với Glacier thì khỏe hơn. Có thể là chơi kết hợp với Glacier. Glacier thì sẽ phải đánh ở level 11. Bắt buộc phải lên 11 rồi mới mắc binh được. Ít nhất là level 11. Thì tôi sẽ cố gắng lên được level 11 anh em nhé. Ngựa sớm để xem là ăn thua không. Như là meta trước, ngựa sớm không ăn thua đâu anh em ạ. Kể cả ra là con ngựa 2 sao sớm, sau này gặp Witcher đấm cho sấp mặt luôn. Hy vọng sẽ có món đồ ngon cho con ngựa. Mua đao chỉ một cửa sách thôi. Búa xét. Thôi lấy luôn thôi. Chứ còn bây giờ random thì không ra được đồ ngon đâu. Thực ra có một cái giáp phản cũng ngon. Nhưng mà thôi, búa xét là cũng cực kỳ hay rồi. Cho con Live Blade Line cầm búa xét. Con ngựa cầm búa xét không ngon bằng đâu. Để Live Blade Line cầm ngon hơn. Up 7 cho là cái con gấu vào cũng ngon này. Mà round này thì thôi từ từ. Round sau này. Phải chắc ăn được đó. Ôi. Tí thua nhỉ. Bắn rát phết đấy. Đấy cứ mỗi round có một quyển sách là được. 11 round rồi chúng ta lên được 11. 6 Clay rồi này. Level 7. Ba quyển sách rồi à? 11 cuốn thôi anh em ạ. Chỉ cần 11 cuốn thôi. Trận này khả năng là sẽ có Aegis này. Đấy, chơi gì đây? Có phải mết không? Trận này thấy có bóng dáng của Saman nhá. Có bóng dáng của Saman đấy. Gặp Aegis thì tôi thấy là cái con ngựa này nó cũng sẽ bị thua đấy anh em ạ. Con ngựa này chắc phải cực kỳ nhiều đồ thủ thì may ra mới trụ được. Gặp Aegis cũng khá là sợ. Ui lại ra ngựa này. Vớ vẩn ngựa ba sớm nhỉ. Được đấy. Nhưng mà cái con ngựa này tôi sẽ không hyper drone đâu anh em ạ. Chưa chắc nó đã có thể là gánh được đâu. Ba sao vớ vẩn này cũng phải chuyển đồ cho cái con khác ấy. Con ngựa này nó không clear nhanh được. Có thể chuyển đồ cho Live Blade Line, Lead Game. Giả sử nhưng mà gặp cái bọn Aegis ấy. Cái bọn đấy nó rất là đông. Cái con ngựa này nó đánh kiểu đánh chay thì rất là khó. Trừ khi là có những cái món đồ clear mạnh như là cái chấm lan thì may ra. Tầm này 6 Clay tôi nghĩ là vẫn có thể giữ được chuỗi thôi. Ngựa 2.
đồ ngon. Light Blade có búa sét gây được rất nhiều đam. Cái con đam chủ lực của tôi là vẫn là con Light Blade đấy anh em ạ, gây được khá nhiều đam. Ra cả con Ngộ Không này, lên 8 có thể nhét Ngộ Không vào. Mặc dù con ngựa này cũng ăn được khá là nhiều đam rồi đấy, nhưng mà cái con Light Blade là vẫn gây được nhiều đam hơn. Light Blade này cầm được cái búa sét này là cực kỳ khỏe nhá. Búa sét với cả thêm hai que nữa thì tuyệt vời luôn. Cả hai cái món đồ xanh ấy mà nếu mà round 3 và round 10 lấy được cái MOM, cái mặt lạ hút máu ấy, và cái búa sét thì gần như là chắc chắn là chơi co là cái con Light Blade này được rồi. Cực kỳ khỏe. Đến cái round 20 lại lấy được thêm cái hai tia nữa thì tuyệt vời luôn. Con ngựa này chính ra con Light Blade ấy, nó lấy cái đồ xanh dương ấy, nó lấy được khá là nhiều đồ ấy, đồ ngon. Ví dụ như là cái hai tia cũng được này, mà lấy cái gương cũng ngon luôn. Cái gương, cái bóng của con Light Blade này nó cũng có khả năng là đánh xong rồi là nó lẩy qua lẩy lại rất là nhiều những cái đạn nó lẩy. Mà nếu mà lấy không lấy được hai cái món đấy thì có thể lấy một cái búa pha lê, cái rìu pha lê cũng rất là ngon. Nói chung là con Light Blade Light này đánh ở cái đồ xanh dương là cực kỳ ngon đấy. Ui lại ra ngựa này anh em này. Trời ơi, đúng là ngựa ba rồi anh em ạ. Lên 8 cho 6 clan vào thôi. Sau đó thì kẹp thêm con Ngộ Không à. Ui rồi quá tuyệt vời luôn. Thế là đủ đồ tăng rồi đấy. Hai cái món đồ tăng cơ xanh dương, à xanh lá cây thì là có hết rồi. Tôi nghĩ là cái chuỗi này tôi sẽ giữ được khá lâu đấy. Con ngựa tôi bây giờ nó cũng tương đối khỏe rồi. Rồi, 8 cuốn sách rồi anh em ạ. Cố tí. Mười một cuốn là đủ rồi. À, trong trường hợp mà nó lại ra đủ human ấy. Thực ra bây giờ thiếu con Agali đúng không? Thiếu Agali. Bây giờ mà ra đủ 6 human là có khi là chơi luôn. Sáu cơ lai tầm này là rất khỏe luôn, trừ khi là gặp beat thôi. Mà meta này tôi thấy không có mấy người chơi beat. Gặp beat thì tầm này là có thể là có khả năng là có nhà form được thì mới thua thôi. Chứ còn gặp mấy cái bộ như là Hunter thì cũng không sợ này. Rồi gặp Exit thì cái tầm này Exit nó cũng chưa đủ mạnh để có thể ăn được. Exit thì có phải lên 9 Exit mới sợ. Tầm này cái bộ nào ăn được bộ cơ lai nhỉ? 6 goblin ăn được. Hai cuốn sách nữa thôi. Khả năng là lên được 11 rồi. Bây giờ là chỉ có xem là có lên được 12 không. Nếu mà có cái cơ hội tôi sẽ lên luôn 12 anh em nhá. 12 con. Nếu mà chơi 12 con là kết hợp được với cả Kira nữa. Ngoài 6 Glacier, 6 Clay ra thì chúng ta có thể kẹp cái slot cuối cùng cho con Velomancer để kích hoạt được cái bộ Kira.
nếu mà lấy được cái găng tay kia ra. Đấy. Còn nếu mà ui vẫn thua này. Từ từ, chưa chắc, chưa chắc. Vẫn còn hai con mà. Ok, thua thật đấy. Điều thật. Ok. 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 6 exit. Thề. Cắt chữa luôn mà. Căng thật đấy. Cắt được cái chuỗi dài của tôi. Cắt được ngay ra 18 mới gọi là cay chứ. Trời ơi. Con ngựa tôi cũng tích được 140 dam rồi. 140 ở cái tầm này là cũng ok đấy. Ngựa late game có dam thì cũng không cần Kira đâu. Đắp cái đồ thủ vào người thôi, xong rồi 6 Glacier, 6 Clay là được. Kira thì nó cũng thêm dam rồi, nó thêm máu. Nếu mà lên được level 12 thì mới cho được vào nhỉ. Mất chuối ngay ở cái round 18 á. Quả đấy mà con ngựa tôi còn sống thì chắc là cũng vẫn ăn được đấy. À, ngựa tôi chết sớm quá. Cảm giác con ngựa mình bị bắn hai phát bay màu. Điêu thật. Rồi, round này là chắc chắn là chúng ta sẽ có 11 cái quyển sách rồi. Tranh thủ mấy cái đao quái này kiếm tí đam cho cái con ngựa anh em ạ. Như cái đao này là tôi có thể kiếm được 24 đam ấy. Nhưng mà tất nhiên là con ngựa này nó phải lên được 3 sao thì chúng ta mới dùng được cái số đam đấy. Rồi, hay quá. Kiếm được full dam luôn. Ok. Lấy cái chén hành luôn cho chắc ăn. Sống dai, sống khỏe cái nào. Rồi, lại cho 6 Clive vào. Mười một cuốn rồi anh em ạ. Cứ từ từ thôi. Nếu mà lên được 11 ấy là chúng ta cũng có thể kẹp 6 Clay, 6 Human vào đấy. Nếu mà lên 11 được sớm. Tầm này chắc là phải 27 mới lên được 11. Thôi thì cái tầm này cứ tích tiền áp dần thôi anh em ạ. Chả có chuỗi, chả có gì. Áp dần lên thôi. Thắng hay thắng, thua thua. Cứ lên được 11 cái đã. Round 27 nha anh em nhá. Cái hạng của nó là 27 lên 11. Chắc chắn là lên được rồi. Đủ tiền phát là lên thôi. Có lên đổi đồ cam luôn không nhỉ? Tầm này tôi thấy những cái món đồ này nó cũng khá là ngon đấy. Kể cả là đồ xanh lá nó cũng rất là ngon. Khả năng là tôi sẽ tiết kiệm một chút. Khi nào mà những cái món đồ không dùng ấy, chúng ta thừa ra chúng ta mới rèn. Còn bây giờ mấy cái đồ này nó cũng rất là ok. Thằng này AFK rồi. Chơi đêm toàn gặp mấy cái thằng AFK thôi anh em ạ. Buồn ngủ quá hay thế nào toàn như thế này đó. Chơi vào ban ngày thì ít gặp mấy thằng AFK này hơn. Nhưng mà bị cái là ban ngày tôi lại không chơi được. Tôi phải làm việc vào cái thời điểm buổi sáng. Buổi sáng làm việc thì nó tập trung hơn, nó làm được nhiều việc hơn anh em ạ.
buổi tối rảnh thì chơi mấy game thôi. Mà cái lúc rảnh là cái lúc mà cho cái bọn nhỏ nó đi ngủ hết rồi tôi mới chơi được. Đấy, toàn là chơi vào ban đêm. Và cái lúc đấy thì đấy anh em thấy có những cái thằng nó chơi nó coi như là nó AFK luôn. Nhưng mà AFK thế lại rất lợi cho tôi khi mà tôi đang chơi cái bộ Human. Chơi bộ Human này cứ gặp mấy cái thằng AFK sướng, chắc chắn nó được sách rồi. Gặp thằng này chơi mết này. Hay quá. Cái này, ui nhưng mà từ từ nhá. Con ngựa ấy, sắp chết rồi kìa. Ui. May thế, vẫn có đam của sách anh em ạ. Gặp mấy cái thằng mết thì cũng ngon, ăn được. Clive bây giờ nó không như ngày xưa nhỉ. Ngày xưa gặp mấy thằng mết ăn dễ lắm, mà bây giờ cảm giác như là cái khiên của bọn Clive này không ăn thua. Kháng phép thì kháng đấy, nhưng mà vẫn mất máu nhiều lắm. Ngày trước là gần như là gặp mết này không mất máu luôn. Rồi cứ up dần lên thôi anh em ạ. Khả năng là 26 lên 11 là vừa. 26 lên 11 xong kiếm thêm hai con human nữa. Chưa ra Agali Clay nhỉ. Lạ thật. Cái này chưa ra Agali với cả chưa ra già. Già chưa ra. Có trận này chắc chắn nó sẽ là con ngựa rồi. Chứ còn cái con Light Blade Light tôi thấy là nó cũng chả ra thêm con nào anh em ạ. Ra đúng 3 con đầu game. Anh em cứ để ý mà xem. Nó không ra thêm bất cứ một con Light Blade Light nào luôn ấy. Ảo thật. Bây giờ up lên 9 rồi thì chắc là cũng không có cơ hội ra nữa đâu. Một tiền nó khó ra lắm. Trận này Exit nhiều này. Ui tôi chết rồi, như này con ngựa có chết không? Ê đừng chết nhá. Ui con ngựa chết rồi. Chết cả hai con ngựa. Ok lấy cái cấm đánh thôi. Chỗ này có Exit thì lấy cấm đánh này ngon này. Rồi, chúng ta lên được 11 rồi anh em ạ. 11 là bây giờ là có thể 6 Glacier, 6 Clive được rồi đấy. Đủ rồi đấy. Bây giờ chỉ kiếm Glacier vào thôi. Bây giờ cố lên 12 đi. Cố lên 12 là chúng ta sẽ có thêm cái bộ Kira nữa anh em ạ. Lại mất chuối thằng này rồi. 9 Exit rồi. Chịu rồi. Ui con ngựa chết nhanh không kìa. Vãi đài á. Ui mày nó đẩy kìa. Ui ôi 21 máu. Ra luôn đủ 6 human rồi. 6 human này. Kiếm được sách tiếp không nhỉ. Bỏ con gì đi đây. Bỏ luôn con Light Blade đi. Sáu human, 6 Clive. Kết hợp với cả chưa được 4 Glacier nhỉ. Cái pha vừa rồi cái bọn Exit nó đẩy tôi là 20 máu anh em ạ. Lại gặp Exit tiếp.
Để lắm Mega Seed quá nhờ. Con ngựa tôi full đồ thủ mà không ăn thua. Vẫn bay màu. Thằng này thì ăn được bởi vì nó chưa có cái con mà mua ETA lên 2 sao. Vẫn ăn được. Một round thắng nữa. Một round thắng nữa được. Chỉ cần một round thắng người nữa thôi. Round quái chúng ta có thể lên được level 12 rồi. Cố lên nào. Gặp Exit mà nó đẩy cho mỗi round 21 máu như thế kia thì chắc là 4 round gặp nó là bay màu. Lấy cái bất diệt nhá. Bất diệt ưu tiên đầu tiên. Bây giờ chắc là đổi dần sang đồ cam thôi anh em ạ. Bây giờ cứ có lượt rèn là tôi sẽ rèn sang đồ cam hết. Con ngựa như vừa nãy là khá nhiều đồ thủ đấy mà cuối cùng là vẫn bay màu. Đây là gặp lại này. Sao đen đấy nhở. Lúc trước tôi gặp thằng này thì dễ bay màu sớm lắm. Chứng tỏ cái bộ ngựa này gặp cái bộ Exit vẫn toang. Nhìn kìa. Ủa. Trông kìa con ngựa nó rút máu kìa. Dã man luôn đấy. Úi rồi lại 22 máu anh em ạ. Chỉ sau 2 lần gặp nó thôi mà tôi bây giờ bay mất một nửa số máu rồi. Đổi đồ cam luôn. Lấy khiên thiên thể thôi. Lấy cái này phản lại. Thực ra cái giáp xương cũng ngon. Nhưng mà thôi, ra cái khiên lấy trước. Lấy cái khiên trước để có thể là phản lại đòn của cái con Mueta của nó. Bán bố con ngựa đi nhở. Tầm này ngựa ra được nữa không ấy. Tôi đang phân vân, có biết có lên chơi con ngựa 3 không? Ngựa 3 thì vẫn thua anh em ạ. Thắng được round này không? Cố gắng thắng round này đi. Xin một trận thắng đi. Được rồi. Hay, ui giời may quá. Thế là chúng ta lên được 12 rồi. Round này mà không lên được 12 thì chắc là không bao giờ lên được 12 đâu. Round này phải lên được 12 thôi. Thôi, bán ngựa đi anh em ạ. Chuyển bài thôi, không chơi rồi đâu. Con ngựa vào trong trận đấu này chắc chắn là bay màu. Không thể ăn được. Đối thủ mua ta 3 sao chịu. Nếu mà không có gì thay đổi mà nếu mà nó cứ đẩy tôi như vừa nãy là 2 round nữa bay màu đấy. Tức là round 32 ấy. Tôi phải chuyển nó. Thiếu một warlock à? Wizard đây rồi. 6 warlock đã. Giáp xoay. Có nên đổi một cái món đồ cam nữa không nhỉ? Nếu mà đổi một cái món đồ cam nữa chắc phải vứt một cái món đồ xanh dương đi. Khả năng là vứt cái cấm đánh.
Round sau phải cố luôn cái con Velomaster lên 2 sao. Làm co anh em ạ. Velomaster kết hợp với 6 Glacier. Round sau đủ. Ui, round đẩy kích vậy. Ôi xin các cậu đấy. Ui, từ bạn ơi. Giết một vài con nữa đi, cho bớt đi. Lóc lại. Sao hết máu rồi bạn ơi, Velom ơi. Một con nữa thôi. Đây rồi. Xong rồi đấy anh em ạ. Ok. Rồi, 6 Glacier, 6 Clyde kết hợp với Kira. Lên được 12 rồi. Không cần món đồ Kira đâu. Chúng ta có thể kích hoạt Kira bằng cái con ọc cũng được. Ok nhá. Chẳng nhẽ lại không có cơ hội bật, đúng không? Tầm này mà không bật được nữa thì thôi, quit luôn. Ok chưa? Rồi, nào chiến. Mua ta 3 sao đúng không? Ok bạn. Rồi. Chiến được không? Ok. Đúng rồi, đấm. Đấm vào nó đi. Hay quá. Các cái chơi này đã nào. Bây giờ bắt đầu hấp dẫn rồi đấy. Bắt lạt tôi. Ồ, này thì bắt lạt. Ồ, càng phết đấy. Càng phết đấy anh em ạ. Ây da, ây da. Nó vẫn khỏe. Nó vẫn khỏe. Nó vẫn khỏe. Mày đánh ai. Xin cái chuôi cái đá. Nói chung là không cố chấp để nuôi con ngựa lên 3 sao làm gì cả anh em ạ. Ngựa 3 cũng thua rồi. Chuyển sang như này để chiến thắng. Rồi, tôi sẽ đổi một cái món đồ cam nữa nha anh em nhé. Ok, chả cần cầm đánh luôn. Cứ cho nó bắn vào người có làm sao đâu. Vương miện rực rỡ đi. Nó bắn trượt thì nó cũng chết. Ok. Như thế là nó đánh trượt tới 40%. Bây giờ bắt buộc nó phải đổi cái món đồ tím. Nếu mà nó cứ tham đồ cam ấy thì nó sẽ không bao giờ ăn được tôi luôn. Nó phải đổi được cái gậy như ý thì nó mới ăn được. Cái con Velomaster này của tôi còn có một cái bất diệt nữa. Đánh rất an toàn rồi. Bây giờ nó có giết được tôi, tôi còn bật bất diệt lên, tôi còn đấm được thêm mấy chục phát nữa cơ. Càng phết đấy anh em ạ, con này nó khá là khỏe luôn. Ui kìa. Nhìn kìa. Bật bất diệt lên rồi. Ơ kìa bạn ơi, vẫn không giết được cơ. Ok. Thay con này vào đi. Thôi bán luôn. Đủ bộ rồi. Tí nữa Bad Omen sẽ thay cho Soul. Thế là xong. Đủ bộ. Rồi lật kèo là rõ anh em ạ. Lật ngược thế cờ nó là rõ luôn đấy. Rồi, đối thủ làm gì? Rồi, nhiều 3 sao đấy. Nhiều 3 sao đấy. Lên được cả ác mộng 3 à? Rồi thì làm sao? Rồi thì làm sao bạn ơi? Làm sao? Tôi chỉ cần một mình con này sống sót thôi là nó cất tất anh em ạ. Thế là một là cân mấy? Một mình con này cân bao nhiêu nhỉ? Tính mà đối thủ là 10 con này. Xong rồi lại cộng thêm 7 con. 7 con tướng của tôi nữa. 7 con tướng nó chết thì nó biến thành con zombie ấy. Là nó sẽ thành quân địch. Tức là 17 con. Một mình solo 17 con luôn. Bây giờ đố nó đánh được tôi đấy. Thật.
Bây giờ đổi thành cái gì đây? Đây nó là 6 Glock kết hợp với 6 Glacier kết hợp với Kira tối thượng rồi anh em ạ. Bây giờ bộ nào mới có thể ăn được cái bộ này đây? Chả có bộ nào hết. Trong trường hợp mà nó chuyển sang trộm chó thì tôi nghĩ là nó không thể nào nó có thể ăn được tôi, bởi vì tôi đã có sẵn cái rồi, cái bùa ở đây rồi. Chỉ có may ra trộm chó ăn được thôi. Nhưng mà có bùa ở đây cũng không thể ăn được. Tôi vẫn còn giữ bùa cơ mà. Tức là đối thủ hết cơ hội rồi đấy. Chả còn cái đội hình gì ăn nổi cái đội hình này nữa rồi anh em ạ. Không, chắc là tôi không nên lấy cái nhẫn đâu. Tôi lấy cái giáp trừ tà ngon hơn anh em ạ. Lấy giáp trừ tà ngon hơn. Tạm thời vẫn giữ lại. Những cái món đồ kia thì chắc là tôi sẽ không rèn đâu. Tạm thời giữ lại đã. Tí nữa chả may mà nó chuyển sang trộm chó thì vẫn còn cái bùa. Không bao giờ rèn cái bùa, tí nữa nó chuyển sang trộm chó là mình thua đấy. Bùa nào mình chỉ đẩy được một con thôi mà. Nên là 22 máu kia nó có thể đủ tiền để nó chuyển sang trộm chó được. Ở trong cái bộ Exorcist này nó đã có sẵn một con ở trong bộ trộm chó rồi. Kiếm được con heo 2 sao nữa thôi. Hay quá nhờ. Mà cái round này không hiểu cái con mua ta ở đối thủ nó bay đâu mất rồi. Không nhìn thấy luôn. Round này round cuối chưa? Tám máu, chắc là round này round cuối rồi nhỉ. Từ từ nha, từ từ. Lóc lại đã. Villa Master này chắc không lên được 3 sao kịp mất. Còn 4 con nữa cơ. Ok chưa? Thằng này kẹp thêm con Squire vào để cấm đánh tôi này. Nhưng mà cũng chỉ cấm được một lần thôi. Tỉnh dậy là đánh thôi. Làm sao vừa lại bắt lạt tôi à? Bây giờ thì ai mới là cái người bắt lạt? Xong rồi. Đẩy 22 máu cơ à? Bây giờ mình chỉ cần đẩy mỗi round là có bao nhiêu? 6 máu thôi. Thế đủ rồi. Rao đẩy 6 máu thôi nhưng mà dần dần chúng ta sẽ thắng thôi. Thôi xả hết tiền là kiếm lốt Villa Master 3 nhé. Đắt 2 à? Ok, đắt 2 thì thôi kéo cái con này ra. Không lên được Villa Master 3 rồi, rao này chắc chắn là nó sẽ thua rồi. Mà thằng này chuyển bài rồi này. Không phải là 9 Exit nữa. Nhưng mà thôi chuyển gì thì cũng thua thôi. bắt lạt đấy. Đẩy 22 máu cơ. Kinh à. Này thì 22 máu với chúng tôi. Trời ơi. Làm sao mà đỡ nổi cái đội hình này anh em ạ. Chuyển kiểu gì thì cũng chết. Nói cho nhanh. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lại có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với siêu phẩm cuối tuần ngày hôm qua. Ngàn cân treo sợi tóc anh em nhé. Sơ hở một phát là bay màu ngay. Chỉ với một máu thôi mà tôi có thể lật kèo được. Cũng giống như cái trận đấu ngày hôm nay. Một trong những cái trận đấu lật ngược thế cờ rất là hay. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Cũng lại là một siêu phẩm lật kèo. Cận kề cái chờ ếch anh em nhé. Một máu lật kèo cực kỳ hay và hấp dẫn anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!